À, việc làm tròn đủ giới từ sa di lên tỳ kheo có khiến việc tu tập tiến nhanh và tốt hơn hay không nó chỉ là một trong những cái điều kiện cần thiết chứ nó không phải là toàn bộ nhớ giùm cho bởi vì bên cạnh cái việc giữ giới đó mình còn phải thực hành phát triển tâm các phương pháp tu tập tâm phát triển tâm và chỉ khi nào mình thực hành đúng giới định và tuệ thì như vậy đó mình mới đi đúng nhưng mà nhớ dùm một chuyện đi đúng thì nó chỉ tránh đi lạc thôi chứ đi đúng á không có nghĩa là mình đi nhanh quý vị đặt câu hỏi là tiến chuyển nhanh hơn thì sư phải nhắc nhở lại nhớ dùm cho à, cái chuyện mà nhanh chậm đó nó tùy thuộc vào cái phiền não của mình ấy, nhiều hay ít. Và nó còn phụ thuộc vào cái nỗ lực của mình ấy, nhiều hay ít. Chứ còn cái giới đó nó chỉ là cái tiền đề thôi. Nhớ dùng nó chỉ là cái tiền đề đó. Chứ còn chỉ riêng về giới thì không có đủ. Mà với cái những câu hỏi này thì sư nghĩ là sư nghĩ là vị này là một vị sa di mới xuất gia thì khi quý vị mới xuất gia thì nó rất là đáng quý bởi vì quý vị có cái sự lưu ý về giới thì đây là một điều rất đáng quý nhưng mà nhớ dùm sư nhớ dùm sư quý vị nhớ luôn từ cái câu mà sư nói chuẩn bị nói ở đây từ giờ cho đến suốt đời tu càng tốt giữ được cái tâm thái đó là đáng quý và ráng duy trì đừng có để những cái tác động từ bên ngoài rồi mình thay đổi cái đạo tâm của mình bây giờ đó bây giờ quý vị còn rất là nhạy cảm về giới rất là ưu tư về giới nhưng mà để xem một năm sau ba năm sau năm năm sau quý vị mà vẫn còn giữ được cái đó 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 mới là đáng quý có nhiều việc ấy, khi mà mới bắt đầu á mình rất là xúc nhưng mà nhớ ngựa hay ngựa chạy đường xa đừng có để đó. mới bắt đầu á thì mình nghĩ là mình rất là ngon lành và mình nỗ lực hết sức mình nhưng mà được một thời gian á nó lụi tàn đi thì nó nó rất là uổng à, bởi vì giá trị của một ngọn đèn á không chỉ đơn giản là nó sáng được bao nhiêu mà nó còn có giá trị ở chỗ nó cháy được bao lâu đời tu không phải À, mặc dù đúng là mình với cái tâm thế là mình tu hôm nay chưa chắc ngày mai mình còn thở nhưng mà nhớ dùm cho cái số người mà thiếu phước mà chết ngay lập tức á, thì nó cũng không có nhiều chắc gì ngày mai mình đã chết quý vị nghe nó kỳ nhưng mà cái sẽ cần nói đây là gì đời tu rất là dài nếu như mà mình không phải chịu một cái trọng nghiệp mình chết bất đắc kỳ tử thì đời tu á, nó đi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm là chuyện bình thường. Đời tu rất là dài. Thành ra tránh cái trường hợp á, tránh trường hợp. Mình gọi là thà một phút huy hoàng rồi chật tắt. Mình tu với cái tư thế mình tu với cái tư thế là ngày mai mình sẽ chết. Cái đó không có sai. Nhưng mà coi chừng nha, coi chừng nha. Mình ráng mình nỗ lực cho rất là dữ ha, nỗ lực rất là dữ. Nhưng mà ngày mai mình chưa chết. Mình tu thì với tư thế ngày mai mình sẽ chết. Nhưng mà trong trường hợp ngày mai mình chưa chết. Rồi thì vẫn tu với tư thế là ngày mai nữa, hôm sau nữa mình sẽ chết. Nhưng hôm sau nữa trong trường hợp mình vẫn chưa chết. Thì nó quá một tuần, nó quá một tháng, quá ba tháng. Coi chừng mình gồng nó quá đó. Tới lúc đó nó đuối rồi mình lại buông. Nhớ dùm cái bài kinh Bài nai Bài kinh bảy mồi Một cái bài nai Mà đi ăn Kiếm ăn à, Bất cẩn Đi trong bất cẩn Về trong bất cẩn Thì bài nai đó không thoát được Người thợ săn Chết không có cái gì để mình à, Liên tiếp Nhưng cái bài nai thứ hai đó Bài nai thứ hai sợ cho nên là không dám không dám đi ăn mà để cho tới hồi nó đói rồi đó đói rồi đó thì bất cẩn ăn hoàng và cũng không thoát được cái người thợ săn có bốn bài nai nhưng mà cái trường hợp của cái vị này ấy, là thuộc trường hợp của bài nai thứ hai coi chừng nha. thứ nhất để coi chừng rất nhiều vị rất nhiều vị mình ráng mình gồng ấy mình ráng mình gồng mà gồng cho nó đã rồi đó mình chịu không nổi là mình buông tới cái hồi mà những vị đó mà buông á coi chừng là nó nó còn hơn những cái người mà vốn dĩ đã xa đó thứ nhất để mà nhớ cẩn thận mình tu là mình cần phải có cái sức bền nha cần phải có sức bền để mà đi được đường dài chứ không phải là mình gồng cứng rồi tới hồi mà gồng không nổi rồi đó là mình nản rồi mình buông thì cái đó là lỗi của mình cái thứ hai tránh trường hợp mình tu mà mình chỉ thấy có mỗi một mình mình tu thôi tức là chỉ có mỗi một mình mình giữ giới thì xung quanh không có ai giữ giới hết chỉ có một mình mình phát triển tâm thôi ngoài ra không ai phát triển tâm hết một mình mình có tàm úy thì không có ai phát không có ai có tàm úy hết một mình mình có trí tuệ thì không có ai có trí tuệ hết thì coi chừng Coi chừng à, cái đời tu nó không phải là mình khen mình che người nha tránh cái trường hợp đó à. À, sư nhắc trong vai trò là sư nhìn con hỏi thì sư nghĩ rằng đây là một vị Sa di mới xuất gia và rất là có cái nhiệt thành rất là có cái nhiệt thành à, đối với mình và đối với đạo thì sư có một vài lời khuyên chân thành để, để quý vị có thể đi được dài hơn trên con đường tu chứ còn tránh mà mình mới có vài tháng năm hai năm rồi cái kiểu đó coi chừng mình duy trì không được là mình bức là mình thấy cái đời sống bất đời sống tu hành nó bất mãn rồi mình hoàn tục nó uổng nha hoặc là mình buông luôn buông luôn không thèm tu nữa thì nó uổng